Xin chào, mình là Phúc, chuyên viên guitar đến từ Việt Thư Music. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về dòng Standard Stratocaster của Fender. Stratocaster có thân đàn được làm từ gỗ Under và cần đàn được làm từ gỗ Maple cho bản thanh tươi sáng, trong trẻo đặc trưng của Fender. Và với thiết kế Jumbo 21 phím cho bạn cảm giác vừa tay và thoải mái khi sử dụng. Standard Stratocaster sử dụng 3 pickup single coil với switch 5 vị trí cho bạn sử dụng. We'll be right back.